Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốn lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì đây chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phàn vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chiến mà chuộng tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thân dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thần vô cùng đã phán truyền cho hội thân. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy màn Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện này như sợi dây thân ai, nỗi kiên năn chị em trong cùng một giáo sư, để chúng con tôn kính Chúa và đem ơn cứu độ cho các linh hồn. Chúng con cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa ban cho chúng con đường bình an và ngày mai đường tràn đầy hy vọng nơi quê hương thân yêu này. Chúng con đường sức khỏe dồi dào khi hầu tôn lành và sự giúp đỡ ân cần của mọi người. Lạy Chúa, xin ban cho mỗi gia đình chúng con hòa thuận thương yêu và thao hiếu kinh nhường. Xin ban cho các gia trường nên chứng nhân của Chúa trong mọi môi trường sinh hoạt. Xin ban cho các bà mẹ đem hết tình thương phụng vụ gia đình và xã hội. Xin ban cho thanh niên đường vững tin
cho thiếu nữ được trong sạch, cho người già cả được nâng đỡ, cho kẻ đau yêu bần tần được an ủi, cho người xa cách đường đoàn tụ. Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm trí chúng con khỏi những mưu mô bất chính. Xin cho chúng con ân sống và can đảm để chịu đựng và nhân năng. Xin ban sức mạnh để khắc phục khó khăn, bình tĩnh trong nguy khôn, vui mừng trong thử thách, hòa nhã trong tinh dân, nhân ái trong lam lộ. Xin giữ lại nơi chúng con những người bạn thân và dâng tan mọi oan thù. Sau hết, xin Chúa ban cho mọi người được nghe tiếng Chúa gọi và trở về với Chúa, để chúng con thờ phượng và yêu mến Chúa ở đời này và trên nương Chúa đường hương hạnh phúc muôn đời. Amen. Chúa phán: các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ và giảng dạy họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho các con. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho được mẹ tròn con vuông và tạ ơn Chúa, cũng như cầu cho linh hồn Matthew, linh hồn ông ngoại của tôi nhân dịp lễ bổn mạng Thánh Matthew hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hôm nay chúng ta cùng hội thánh mừng lễ Thánh Tông đồ Matthew, người bị coi là kẻ tội lỗi vì gia nhập vào đội quân thu thuế mà người Do Thái kỳ thị những người thu thuế và coi đó là kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy tấm lòng của Thánh Matthew. Ngài đã biến một con người ngồi ở bàn thu thuế hằng ngày trở thành tông đồ rao giảng nước trời, trở thành chứng nhân tin mừng, ngay cả khi lấy chính sức sống của mình, cuộc sống của mình để loan báo danh Chúa, cho đến khi dùng chính sự sống bằng cách đổ máu để hy sinh cho tin mừng mà chính Ngài loan báo. Vậy giờ đây, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Matthew, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta được ơn dâng thánh lễ thật sốt sắng và nên xứng hợp hơn với mầu nhiệm thánh chúng ta cử hành. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con đã xung phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. V
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chim Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế là Matthew làm tông đồ rao giảng tin mừng. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho chúng con biết noi gương người luôn hết tình gắn bó với Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa. Tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người. Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tùy theo lượng Đức Kitô ban cho. Và chính Người đã ban cho kẻ làm tông đồ, người làm tiên tri, còn kẻ khác thì rao giảng tin mừng, kẻ khác nữa làm chủ chăn và thầy dạy, để tổ chức các thánh nhân nên hoàn bị hầu chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Đức Kitô cho đến khi mọi người chúng ta hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm người của Đức Kitô viên mãn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Trời xanh tường thuận vinh quang Thiên Chúa, thăng không kể ra sự nghiêm của Người. Ngày này nhắc nhở cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. Thiên chúng đã vang cùng trái đất. Đây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tin chúng đã vang cùng trái đất,
và lời chúng truyền ra không coi địa cầu. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất. Alleluia, Alleluia. Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa. Chúng con tuyên xưng Chúa là Chúa Tể. Lạy Chúa, ca đoàn vinh quang càng tông đồ ca ngợi Chúa. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthêu. Người phán bảo ông: hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy? Nghe vậy Chúa Giêsu bảo rằng: người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Ta đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thánh Matthêu là một người trưởng của đội thu thuế, và ngày đó dân chúng rất ghét những người thu thuế. Vì lý do nào? Thưa anh chị em, đất nước Palestine lúc bấy giờ bị đế quốc La Mã đô hộ, và nhà nước bảo hộ, tức là nhà nước La Mã, nhà nước ngoại bang, nắm mọi quyền hành trên một thuộc địa như Palestine, trở thành thuộc địa của La Mã. Và vì thế cho nên dân chúng quan niệm rằng những người thu thuế là những người ôm chân đế quốc, là những người cộng tác với đế quốc, nịnh nọt đế quốc, rút rỉa tiền của nhân dân mình mà trao cho đế quốc. Thành ra họ rất ghét và họ coi những người thu thuế ngang hàng với gái điếm. Họ chỉ trích đó là những kẻ tội lỗi vì đã lấy mồ hôi xương máu của người dân qua đồng tiền thuế để trao cho kẻ ngoại bang, để trao cho chánh quyền ngoại bang đang bức hiếp dân chúng, đang là những kẻ xâm lăng đất quốc gia của mình. Và vì thế Thánh Matthêu bị kể là như vậy. Thế mà hôm nay tin mừng cho biết Chúa Giêsu lại đến và dùng cơm tại nhà của Matthêu, cho nên càng bị dân chúng dị nghị. Nhưng lời Chúa Giêsu nói để mọi người chúng ta cần phải ngẫm nghĩ: ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Không phải những người công chính Chúa loại trừ, chúng ta đừng hiểu như vậy. Bởi anh chị em nhớ là đặt trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, những người như biệt phái nè, luật sĩ nè, kinh sư nè, vân vân, họ coi họ là người công chính mà. Và họ kể cỡ như Thánh Matthêu là người tội lỗi mà. Và Chúa bảo trong hoàn cảnh đó có nghĩa là những người công chính kiểu của các ngươi ta không có kêu mời. Bởi dù các ngươi có kêu mời cách mấy, các ngươi cũng vẫn cứng đầu. Các ngươi đã dương dương tự đắc cho mình là công chính rồi. Còn đây
những người tội lỗi mà trong thâm tâm của họ, suốt đời họ đau khổ vì tội lỗi. Suốt đời họ, họ biết nghề nghiệp của họ làm cho dân chúng oán ghét, họ cảm thấy thấu xương, thấu thịt như vậy. Đáng để được ăn năn thống hối, đáng để được đón nhận sự đau khổ của họ. Cho nên kẻ đã nhận ra mình tội lỗi được Chúa cứu độ, còn kẻ dù có tội lỗi mà lại cứ cho rằng mình công chính, Chúa bảo ta không đến để kêu gọi những người ấy, những kẻ như thế. Vậy cho nên đây cũng là một bài học cho chúng ta. Một lần nữa, chúng ta nhìn vào mình để tự đánh giá mình hơn là nhìn vào anh chị em để đánh giá người khác. Chúng ta tự đánh giá mình để thấy những gì cần phải sửa đổi, những gì cần phải phát huy, điều tốt phải làm cho nó lớn ra, nhân rộng thêm, phát huy lên. Còn nếu những gì mà ở đó nó ngăn cản chúng ta đi tới đời công chính, đi tới với chính Chúa Kitô, đi tới với ơn cứu độ, không sát với lề luật của Chúa, thì phải chỉnh đốn, phải sửa đổi ngay. Lúc bấy giờ ta mới trở thành người công chính thật sự. Người công chính tức là người biết rèn mình, biết để cho mình có tinh thần sám hối luôn luôn, chứ không phải thấy người ta có tội mà chỉ trích. Và một khi chúng ta đã chỉ trích người khác tội lỗi thì hàm ý đó là chúng ta cho thấy rằng mình tốt hơn, cho nên mình mới chê trách. Cho nên cũng chính vì đấy, chúng ta nhớ Chúa không kêu gọi những người công chính kiểu ấy. Chỉ cần chúng ta ăn năn tội, chỉ cần chúng ta thấy lòng từ tâm của Chúa, chỉ cần chúng ta chạy về phía Chúa, chỉ cần chúng ta đau khổ với những lỗi lầm của mình. Trong kinh ăn năn tội, chúng ta nói như thế mà: con đau đớn vì tội con đã phạm. Rõ ràng chúng ta đau đớn. Xin cho tất cả chúng ta nói thì phải làm, đọc kinh thì phải thấm thía cái lời kinh, đừng đọc chỉ trên môi miệng mà rồi không hề có một sự thấm thía nào. Đau đớn vì tội đã phạm nhưng chả thấy đau đớn gì. Xin cho chúng ta luôn thấm thía những điều chúng ta thề thốt, hứa hẹn với Chúa của mình. Cho chúng ta trở thành những tông đồ mới của Chúa, bắt chước các thánh tông đồ nói chung, bắt chước tông đồ Matthew hôm nay chúng ta mừng kính nói riêng. Một đời gắn bó với Thầy, khi đã nhận ra ơn gọi, khi đã trở về cùng Thầy và sống chết cho tin mừng của Thầy, để nếu có sống, trung thành sống cho đức tin đó, và như thánh Matthew, đến cả dâng mạng sống của mình cho tin mừng ấy. Ngài đã chấp nhận đổ máu, đã tử đạo để minh chứng cho tin mừng của chính Ngài rao giảng. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta biết sống, biết chết cho một mình Chúa là đấng chúng ta tôn thờ. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúng tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúng tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Matthew, chúng con dâng lên Chúa của lễ này và khiêm tốn nài xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến giáo hội, vì chính nhờ lời rao giảng của các tôn đồ đức tin giáo hội được dưỡng nuôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa là mục tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các thánh tông đồ Chúa luôn che chở giữ gìn để đoàn chiên được hướng dẫn. Nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục tử nhân danh con Chúa coi sóc đoàn chiên. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thân, 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 Chúa là Thiên Chúa can đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tư nguyên nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Matthew mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trương cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin oái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, sắp rước lạy Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Chúng con được sống muôn đời. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Xin mẫu thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Chúa phán, ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thần Chúa ngự trong phép mình thân, con kinh mến Chúa trên hơn mọi sự, cùng ương ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thần đường, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con căn thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thần. Thì con xin ông lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con liều bỏ Chúa bao giờ. Amen. Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước mình vào máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đang cảm nghiệm chính niềm vui của Thánh Ma-thê-ô khi người hân hoan đón tiếp Chúa cứu thế đến dùng bữa. Tạ ơn Chúa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha Thiên nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thăng vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhân, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện đường chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.